Sách bí ẩn của chiêm mộng. Chỉ cần ta lật qua mục lục các sách qua nhiều triều đại, từ Hán thư nghệ văn chi là chúng ta thấy rõ. Các phương pháp chiêm, bói khác được gộp lại làm một và được người cổ gọi là thuật số. Những sử liệu đó cho thấy rõ thuật chiêm mộng có nguồn gốc lâu dài, xa xưa. Nó có duyên phận không tách ra được với văn hóa truyền thống từ buổi rất hoang sơ. Mục lục, huyền thừa. 1. Cội nguồn và sự bí hiểm của thuật đoán mộng. 2. Quan hệ giữa các loại hình chiêm, bói với đoán mộng. 3. Hoạt động đoán mộng thời Ân, Chu. 4. Những phương pháp đoán mộng chủ yếu. 5. Phản mộng. 6. Thế nào gọi là mộng lành, mộng dữ. 7. Nguồn gốc và nghi thức của việc cầu mộng lành và trừ mộng dữ. 8. Cấm kỵ và ác mộng. 9. Phù chú trừ ác mộng. 10. Vương Sung nhà tư tưởng phê phán thuật đoán mộng sớm nhất. 11. Vương Phù bàn về mộng. 12. Châu Tuyên đoán 10 trúng 9. 13. Trương Trung đội mũ sắt chiêm nghiệm tất đúng. 14. Ảnh hưởng của việc đoán mộng với hoàng đế và hoàng tộc nhà Thanh. 15. Tác dụng xã hội tiêu cực của đoán mộng qua các ví dụ về mộng. 16. Mê tín đoán mộng chuyển sang giải thích mộng bằng khoa học. Huyền Trung. 1. Chứng chiều mộng trời. 2. Mộng thấy đất và địa mạo đất. 3. Sùng bái nước lửa và đoán mộng hung cát. 4. Phật và đoán mộng. 5. Tế cây và chiêm mộng. 6. Mộng thấy rồng điềm báo tốt lành. 7. Từ Đôn Hoàng giải mộng thư, xem mối quan hệ vợ chồng đời đường. 8. Đoán mộng và nguồn gốc của tên gọi. 9. Thần thoại giấc mộng của dân tộc thời viễn cổ. 10. Đoán mộng muôn màu muôn sắc và văn học mộng ảo. 11. Nghi án về cuộc gặp gỡ trong mộng giữa đế vương và nữ thần. 12. Bí ẩn về mộng trong Hồng Lâu mộng. Quyền Hạ. 1. Nguyên nhân dẫn đến ngạc mộng trong Chu Lễ và cách phòng trừ. 2. Y học truyền thống Trung Quốc bàn về mộng. 3. Sự huyền bí của ảo mộng đoán bói mộng. 4. Đoán mộng và dưỡng sinh, khí công. 5. Trương Tài bàn về mộng. 6. Sách Mộng Trai của Tô Đông Pha. 7. Tâm linh cảm ứng đặc biệt kỳ lạ. 8. Mộng với dự kiến khoa học và phát minh. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách tại tủ sách xưa vui lòng nhắn tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.